Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, hiện mực nước trên các sông rạch trong tỉnh đang lên nhanh theo kỳ triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch. Dự báo trong những ngày tới mực nước sẽ tiếp tục lên nhanh theo triều và đạt đỉnh trong các ngày 26, 27, 28 tháng 10, nhằm ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 10 âm lịch. Theo đó, đợt triều cường cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch này cao nhất ở các địa phương trong tỉnh, được dự báo có cấp độ rủi ro do thiên tai cấp độ 2. Cụ thể, tại các trạm Mỹ Thuận và Cần Thơ, từ 2m10 đến 2m20. Tại các trạm Phú Đức, Tân Thành, Tích Thiện, Nhà Đài, Vũng Liêm, Tích Thiện từ 1m55 đến 2m55. Tuy đỉnh triều đợt này được dự báo không cao bằng đỉnh triều đợt rằm tháng 9 âm lịch vừa qua, nhưng người dân cần đề phòng triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp.